Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng thiết bị camera siêu nhỏ ngụy trang. Mình sẽ mở thiết bị ra xem bên trong có những cái gì. Đây là cáp sạc này. Đây là điều khiển, móc khóa điều khiển thiết bị này. Đây là pin của thiết bị này. Đây là thiết bị này. Đây là mắt camera này. Giờ chúng ta sẽ lắp thiết bị vào sử dụng. Giờ chúng ta sẽ lấy móc khóa để điều khiển thiết bị. Đấy, các bạn thấy đèn nhấp nháy chưa? Và nó rung ở thiết bị này là thiết bị đã bật nguồn và đã được mở nguồn lên rồi. Đấy, nút B này là để quay camera này. Thiết bị phát sáng và rung nên là thiết bị đã hoạt động. Chúng ta sờ ở đây thấy một lúc nó sẽ nóng ấm nên là thiết bị đã hoạt động. Mọi chi tiết các bạn vui lòng liên hệ qua số điện thoại Hà Nội 0931 010 555, Thành phố Hồ Chí Minh các bạn vui lòng liên hệ qua số hotline 0989 955 777. Giờ mình xin chào tất cả các bạn.